Xin chào mọi người. Cái video này dành cho những cái bạn và đang thắc mắc có nên vào nhóm hay không. Nếu hồi đó đến giờ bạn chưa bao giờ va chạm với những cái phát trực tuyến của mình ở trên Tiền Academy trên YouTube thì bạn không có nên vào nhóm. Bởi vì cái gia đình thứ hai của mình đã ngồi với mình biết bao nhiêu lâu rồi, và mình đã truyền đạt biết bao nhiêu kiến thức cho họ. Thì bởi vì vậy, vừa rồi chỉ có thắng mà thôi. Chưa có ai thua. Dùng những cái tín hiệu mình cung cấp, nhà chơi sport, chưa có ai thua, chỉ có thắng. Và có người đã nhưng lên X này X nọ với tài khoản của người ta chỉ qua vài tuần trời thôi. Bởi vì những cái gì mình cung cấp cho họ, ok, nó có tới cả trăm cái đầu nghiên cứu về những thông tin đó, về những con số đó. Và những con số đó mình đem, mình dùng nó cho chính bản thân mình, sau đó mình đem chia sẻ cho bạn. Thì lúc mà bạn thắng á, thì mình cũng thắng. Mà lúc mà mình thua thì bạn cũng thua. Nhưng hồi đó đến giờ thì mình chưa có thua, nên mình biết là bạn không có thua được. Mà thì để giải thích một cách đơn giản thôi, là những cái livestream, những cái trực tuyến, những cái bài học trong đó, nó đang nằm ở trên Tiền Academy trên YouTube một cách miễn phí. Thì những cái thứ đó là lớp 1 là bạn phải học. Bạn không có thể lên lớp 5 được, nghe, nếu bạn chưa học xong lớp 1. Có nghĩa là phải học nó đi, coi nó đi, cấy vô trong người, trong máu nó đi. Rồi sau đó có một kiến thức, nghe, kiến thức về Bitcoin. Rồi sau đó bạn có thể quyết định vô nhóm hay là không. Nhưng đừng có nghĩ không nghe bây giờ vô. Nghe, nó là không, cái đó là mình không có khuyên. Bạn nên coi những cái phát trực tuyến của mình trước. Mình đã ngồi với những người anh em, những cái người gia đình thứ hai của mình bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi. Bạn cấy vô trong đầu bằng những thông tin đó đi, rồi coi những cái video trước đó nữa, nghe, nếu muốn. Sau đó ra quyết định, nó cũng không có muộn. Nhưng mà cố gắng. Không phải là một ngày bạn coi một hai tiếng. Một ngày, tất cả những thời gian bạn rảnh rỗi bạn nên coi nó. Bởi vì những cái tháng, những cái năm tới đây, nó cực kỳ quan trọng. Ok, nếu bạn nắm bắt được cơ hội thì bạn sẽ trở thành những người giàu có. Nếu bạn đẩy mình. Vậy thôi, xin chào mọi người.